Xin chào anh chị nhà đầu tư. Rất vui được gặp lại anh chị trong cái video review lại cái tuần giao dịch vừa rồi, cũng như là chúng ta cùng đi xem những cổ phiếu mà tiềm năng trong cái phiên dịch tuần sắp tới. Nhìn về tổng thể thì cái phiên giao tuần giao dịch vừa rồi, thị trường của chúng ta gần như biến động trong một biên độ khá là hẹp. Khi mà có những cái phiên tăng giảm đang xem và đang giao dịch ở quanh cái vùng giá 1.340 đến 1.350 điểm. Trong cái tuần vừa rồi thì khối lượng giao dịch trong cái 3 cái ngày cuối tuần thì thanh khoản khá là thấp và đã giảm trở lại so với các phiên dịch trước đó và đang ở dưới cái trung bình của 20 phiên. Điều này rõ ràng cho thấy rằng là cái mức độ thận trọng của cái dòng tiền ở thời điểm hiện tại vẫn đang 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 khá là rõ ở thời điểm này. Nhìn về tổng thể thì một cái xu hướng chung của thị trường thì chúng ta thấy rằng là cái thị trường của chúng ta cũng chưa có cái diễn biến gì mới sau cái tuần giao dịch vừa rồi. Cụ thể là thị trường vẫn đang trong một cái vùng vùng không có xu hướng ở thời điểm hiện tại. Thị trường bắt đầu một cái nhịp rơi khá mạnh từ đầu tháng 7 và cho đến hiện tại là đầu nửa tháng 9 thì thị trường vẫn đang trong một cái vùng giá sideways, chưa xác định được cái xu hướng tiếp theo của thị trường. Do đó cái việc tham gia của các nhà đầu tư trên thị trường nó cũng 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 hạn chế, thì điều này cũng thể hiện qua cái khối lượng giao dịch nó khá là thấp trong cái thời điểm hiện tại. Khi mà nhìn vào cái yếu tố và cái trạng thái hiện tại của thị trường ở thời điểm này thì rõ ràng cái việc chúng ta tham gia thị trường ở cái giai đoạn hiện tại thì chúng ta vẫn chỉ nên tham gia với một cái tỷ trọng vừa phải, tức là chúng ta duy trì cái tỷ trọng cổ phiếu trên tổng tài khoản của chúng ta ở mức tầm 50 đến 70%, và hạn chế chúng ta hạn chế sử dụng cái margin ở thời điểm hiện tại. Bởi vì sao? Bởi vì là thứ nhất, chúng ta chỉ sử dụng margin khi thị trường chúng ta chung đang trong một cái xuống tăng giá rõ. Và cái thứ hai là chúng ta nhìn thấy rằng là cái khối lượng giao dịch của toàn thị trường nó duy trì ở mức tích cực. Tích cực ở đây tức là gì? Tích cực ở đây tức là tối thiểu phải trên trung bình của 20 phiên, và khối lượng của các phiên sau đó nó đều 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 tăng. Thì cho thấy rằng là dòng tiền lớn nó bắt đầu họ gia nhập lại thị trường. Và trong một cái điều kiện là cái xu hướng của thị trường là trong xuống tăng giá thì cái lợi nhuận kỳ vọng trong ngắn hạn khi chúng ta tham gia thị trường nó sẽ rất 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 là lớn và trong một thời gian ngắn. Còn ở thời điểm hiện tại khi mà thị trường chung đang không có xu hướng, dòng tiền đang duy trì ở thị trường khá là thấp thì chúng ta nên tham gia thị trường với một cái vị thế vừa phải thì nó sẽ là hợp lý nhất ở thời điểm hiện tại. Đó là về cái diễn biến chung của thị trường. Còn chỉ số VN30 thì chúng thấy rằng là cũng có một cái diễn biến tương tự chỉ số VN-Index thôi. Chúng ta thấy rằng khối lượng giao dịch của nhóm này cũng vẫn tiếp tục suy giảm trong thời gian gần đây. Đây là một tín hiệu cũng không 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 được coi là tích cực cho thị trường trong ngắn hạn lắm, đúng không ạ? Và cái xu hướng của chỉ số VN50 chúng ta nó vẫn chưa chưa có xu hướng, tức là đang trong một vùng sideways. Hiện tại thì các chỉ số chung của VN30 thì đang gặp một cái ngưỡng cản khá mạnh, đó là quanh cái vùng 1.450 điểm. Nó trùng với VN, nó trùng với đường MA50 và trùng với đường MA20, và hai đường này bắt đầu được có dấu hiệu nó định tiến đi xuống, đúng không ạ? Thì rõ ràng là cái kỳ vọng và cho việc thị trường nó có một cái sự tăng giá mạnh ở thời điểm hiện tại dường như là rất là khó ở thời điểm này. Do đó thì ở nhịp này chúng ta tham gia thì chúng ta cũng chỉ tập trung vào những cổ phiếu mà đang trong cái nhịp tăng giá thôi, là vẫn duy trì được cái đà tăng trong cái thị trường này, đúng không ạ? Thì tí nữa chúng ta sẽ đi review vào cụ thể từng từng cái nhóm ngành và từng cái cổ phiếu mà tiêu biểu trong cái nhóm ngành. Trước khi đi vào phần đó thì mình có một cái lưu ý là gần đây cái nhóm cổ phiếu trên sàn Upcom là tăng trở lại khá là tốt. Đây, nếu chúng ta nhìn một cái tương quan của chỉ số Upcom, chúng ta thấy rằng là chỉ số này đã vượt đỉnh. Chỉ số này tuần vừa rồi đã chính thức vượt đỉnh vượt lúc này. Khối lượng giao dịch của trên sàn Upcom có sự trái ngược khá là rõ với
với thị trường, đúng không ạ? Khi mà khối lượng giao dịch duy trì khá là tốt trong thời gian gần đây, đặc biệt là cái phiên ngày thứ sáu khi mà chỉ số upcom này đã vượt đỉnh và khối lượng giao dịch cũng khá là tích cực khi nằm trên cái trung bình của 20 phiên. Nhìn vào cái trạng thái của chỉ số upcom thì chúng thấy rằng chỉ số này đang trong một cái xu hướng tăng rất là rõ, đang trong xong một cái xu hướng tăng giảm phân rất là rõ, hình thành các đỉnh sau, cao đỉnh trước, đáy sau, cao đáy trước. Và nhìn lại các cổ phiếu trong 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 nhóm upcom này trong thời gian vừa rồi thì chúng thấy cũng rất nhiều cổ phiếu nhỏ, phiếu nhỏ và cổ phiếu mà cũng không có nhiều cái thanh khoản lắm, tăng trần trong những cái phiên giao dịch cuối tuần vừa rồi. Thì rõ ràng là cái dòng tiền hiện tại đã có dấu hiệu chuyển dịch một phần sang nhóm sang 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 những cái chủ phiếu trên sàn upcom. Thì nhìn cái dấu hiệu này thì chúng ta thấy rằng là nếu những anh chị nhà đầu tư nào mà có cái mức độ chấp nhận rủi ro cao một chút thì chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn những cổ phiếu mà đang giao dịch trên sàn upcom trong các phiên trong trong tuần giao dịch sắp tới để chúng ta lựa chọn giao dịch. Trên sàn upcom thì không không hẳn là tất cả các cổ phiếu nó đều 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 đều, đều kém giá trị, mà cũng rất nhiều cổ phiếu cũng khá là tốt. Mà chúng ta có thể rất có trên sàn upcom rất nhiều cổ phiếu tốt ở trên sàn. Tuy nhiên thì cái thanh khoản của những cổ phiếu đó trên sàn upcom nó cũng không 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 thực sự quá tốt. Tí nữa chúng ta sẽ đi cụ thể vào cái những cổ phiếu mà tích cực trong nhóm này để chúng ta có thể lựa chọn. Tóm lại nhìn về cái trạng thái chung của thị trường thì chúng ta thấy rằng là thị trường chung thể hiện qua chỉ số VN-Index và chỉ số VN30 thì đến thời điểm tuần giao dịch vừa rồi thì cái trạng thái của thị trường vẫn chưa thay đổi, khi mà thị trường chung đang không có xu hướng, tức là đang trong một vùng sideways. Do đó thì chúng ta chỉ nên duy trì một cái trạng thái cổ phiếu ở mức vừa phải khi tham gia thị trường. Và thứ hai là chúng ta nên tập trung vào những cổ phiếu đang trong vẫn giữ được trong một cái xu hướng tăng giá để chúng ta tham gia. Và bên cạnh hai cái chỉ số sàn chỉ số VN-Index và chỉ số HNX thì chúng ta thấy rằng là chúng ta có một cái điểm nhấn ở bên bên sàn upcom, khi mà cái sàn upcom này đã có sự xác nhận là trong xu hướng tăng giá và vượt đỉnh ngắn hạn, kèm theo đó là khối lượng giao dịch gia tăng rất là cao trong cái những phiên giao dịch gần đây. Thì chúng ta cũng sẽ có một vài ý tưởng hay là một vài những cổ phiếu ở trên cái sàn upcom này chúng ta hoàn toàn có thể theo dõi trong cái phiên giao dịch tuần tới để tìm một cái điểm hợp lý để có thể tham gia trên sàn này. Và tiếp theo chúng ta sẽ đi vào review cụ thể từng cái nhóm cổ phiếu, nhóm ngành cổ phiếu mà tích cực để chúng ta có thể giao dịch trong tuần tới. Trước tiên thì về chúng ta đi vào review về nhóm cổ phiếu trong trong rổ VN30 đi. Thì trong rổ VN30 thì chúng ta có thể thấy rằng là gần các cổ phiếu nhóm ngân hàng thì hiện nay chỉ có hai cổ phiếu duy nhất mà có cái thiện tích cực như là Linh đã trao đổi tuần trước với anh chị, đó là cổ phiếu tech của Tiên Phong Bank. Thì trong tuần vừa rồi Tiên Phong Bank đã có một cái nhịp tăng giá khá là tốt, đã thể hiện qua cái việc những cái tăng giá là một, cái thứ hai là khối lượng giao dịch cũng cũng duy trì tích cực trên trung bình 20 phiên. Về hiện tại thì Tiên Phong Bank đang gặp một cái mức cản ngắn hạn quanh vùng 38, và thứ sáu tuần vừa rồi thì cổ phiếu này đã có cái phản ứng giá tại vùng này, khi mà chạm vùng 38 thì cổ phiếu đã giảm trở lại và đóng cửa ở mức 37.4. Nhìn về tổng thể của Tiên Phong Bank thì chúng ta thấy rằng Tiên Phong Bank hiện tại đã hình thành được hai cái đáy sau, đây là đáy một này, đây là đáy thứ hai này, đúng không ạ? Thì khi mà Tiên Phong Bank gặp cái vùng 38 này thì cổ phiếu điều chỉnh giảm trở lại thì là điều hoàn toàn bình thường, đúng không ạ? Vì đây đang là một vùng cản ngắn hạn của cổ phiếu này. Thì diễn biến trong tuần tiếp theo chúng ta sẽ tiếp tục, chúng ta quan sát cái vùng giá 38 này của Tiên Phong Bank, xem cái giá nó phải tiếp tục phản ứng như thế nào tại vùng giá này để chúng ta có thể cân nhắc cái vị thế để chúng ta mua vào cổ phiếu này. Thì rõ ràng đây là một phiếu chúng ta cần đặc biệt quan tâm. Bởi vì sao? Bởi vì như cái video trước mình có trao đổi thì Tiên Phong Bank sẽ chính thức bước vào một cái nhịp tăng giá mới nếu mà nó vượt hẳn lên trên được vùng giá 38 này. Tức là vượt hẳn trên 38 này, đóng cửa trên 38 này thì cổ phiếu này chính thức bước vào một cái nhịp 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 tăng giá mới. Do đó này, đây là cổ phiếu mà chúng ta rất nên quan tâm ở trong nhóm cổ phiếu ngân hàng trong trong tuần giao dịch sắp tới.
Bởi vì khi một cổ phiếu này đã xác nhận trong vào cái xuống tăng giá ấy, thì chúng ta nên nên quan tâm đến nó. Vì đây là một cổ phiếu gần như hiếm hoi trong nhóm ngân hàng xác nhận được cái xuống tăng giá trở lại. Đó thì về Techcombank hoàn toàn có thể quan sát trong tuần tới để chúng ta tìm cái điểm mua vào ngắn hạn cổ phiếu này. Cổ phiếu thứ hai là VPBank. VPBank không được tích cực như Techcombank khi sao khi mà cổ phiếu chưa chạm một cái vùng giá ngắn hạn này. VPBank chúng ta có đang có một cái cản ngắn hạn chúng ta quanh 65-66. Đó, và cổ phiếu này cũng đã hình thành hai cái đáy đáy sau con đáy trước rồi. Và chúng ta chỉ cần một cái chờ một cái cổ phiếu nó vượt hẳn cái vùng giá này thôi, vượt chặn vùng giá 65-66, tức là đóng cửa trên giá đấy nha anh chị nhé, thì rõ ràng là Techcombank thì đấy sẽ bước vào một cái nhịp tăng giá mới cho cổ phiếu này trong thời gian tới. Thì đây đang là hai cổ phiếu ngân hàng mà chúng ta nên quan tâm trong trong nhóm ngân hàng, bởi vì hai cổ phiếu này đang ngấp nghé cái vùng xác nhận cái xuống tăng trở lại xuống tăng giá. Đó là chúng ta rất nên quan tâm hai nhóm này. Còn đa số cổ phiếu còn lại trong nhóm ngân hàng như Techcombank thì vẫn đang trong một vùng không có xu hướng, hay là ACB, MBB đều đang rơi quanh cái vùng đáy, quanh vùng đáy ngắn hạn trước đó, hay là STB đều đang vùng đáy. Thì rõ ràng những cổ phiếu này phải cần rất cần thời gian, cần thời gian là một, và cần thứ hai là cần phải có một dòng tiền đủ mạnh quay trở lại nhóm này thì chúng ta mới có thể kỳ vọng được nhóm này nó sớm trở lại trong thời gian tới, đúng không ạ? Sau đó nếu mà chúng ta chọn lọc nhóm cổ phiếu ngân hàng thì chúng ta tham gia ra, chúng ta nên lựa chọn Techcombank và VPBank. Đó là về nhóm cổ phiếu ngân hàng. Về nhóm cổ phiếu Vingroup thì chúng ta thấy rằng là Vinhome đã vẫn đang gặp sau cái VIX thì vừa rồi đã công bố là đã bán thành công 100 triệu cổ phiếu Vinhome trong tuần trước. Và xong tuần tới này thì Vinhome là ngày sẽ có hoạt động chia tách, tức là hoạt động chia cổ tức bao gồm cả tiền và cổ phiếu. Và nhìn về trạng thái thì chúng ta thấy rằng Vinhome vẫn đang giao dịch trong cái giao dịch ở một cái vùng hỗ trợ rất mạnh cổ phiếu này quanh vùng 105-106, đúng không? Và đến thời điểm hiện tại thì vẫn chưa có một cái tín hiệu xác nhận là tăng giá trở lại cổ phiếu này. Do đó thì đây vẫn là cổ phiếu mà chúng ta nên quan sát trong trong tuần sắp tới. Chúng ta sẽ cần một cái kênh nến tăng giá ở cái vùng này. Tăng giá đây là gì? Thì một cái nến tăng giá rất là mạnh, tức là cái thân nến rất là dài này và có khối lượng trở lại ở ngay cái vùng giá hỗ trợ này, thì đấy là cái thời điểm chúng ta có thể tham gia trở lại đối với cổ phiếu Vinhome. Thì đây là một cổ phiếu mà nếu có cái tín hiệu này thì chúng ta hoàn toàn tức là cái mức lợi nhuận kỳ vọng của chúng ta nó trên cái vùng giá 120 này, so với cái việc chúng ta cắt lỗ ở dưới vùng giá này nếu vỡ, thì rõ ràng cái mức lợi nhuận kỳ vọng của chúng ta nó cũng khá là ổn cho một cổ phiếu blue chip ở thời điểm hiện tại. Thì đây là một cổ phiếu mà trong dòng Vingroup mà chúng ta có thể quan tâm. Tiếp theo là cổ phiếu VIX. VIX thì đây chúng ta thấy VIX vẫn đang giao dịch trong cái vùng giá này thôi, trong một vùng giá từ 90 cho đến 105, đúng không ạ? Cổ phiếu đang về lại cái vùng hỗ trợ quanh 90 này. Do đó thì ngắn hạn thì cũng chưa có một cái tín hiệu tích cực, đủ tích cực để chúng ta có thể tham gia ở cổ phiếu này. Một cái tín hiệu rất tích cực ở nhóm ở cổ phiếu VDE ở gần đây chúng ta thấy rằng là gần đây cái cổ phiếu VDE có giao dịch khá là tích cực, một phần chắc đến từ cái thông tin về việc sớm mở cửa lại nền kinh tế. Thì khi mà thông tin mở cửa lại nền kinh tế đưa ra thì các nhóm cổ phiếu về du lịch, nhóm cổ phiếu về hàng không, hay nhóm cổ phiếu bán lẻ trong tuần vừa rồi cũng tăng khá là tốt. Thì VDE thì cũng nằm trong cái xu hướng chung đó. Về cái trạng thái giao dịch thì rõ ràng VDE chúng ta đang trong một cái xu hướng giảm giá. Đây chị có thể nhìn thấy rất rõ, chúng ta thấy rằng cổ phiếu hình thành những cái đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước này, cái đáy sau thấp hơn đáy trước. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại chúng thấy rằng là đây là cổ phiếu đã không, tức là không không tiếp tục hình thành một cái đáy sau thấp hơn nữa, mà cổ phiếu đã dừng lại quanh vùng giá 26 này rồi, tạo được một cái đáy thứ hai vùng giá 26 này rồi. Và cái vùng mà kháng cự tiếp theo của VDE nó sẽ nằm ở vùng quanh đâu đó từ 28.5 đến 29.
Thì đây là cái vùng giá mà chúng ta sẽ quan sát xem cái diễn biến giá của cổ phiếu này như thế nào. Và để mà giao dịch được cổ phiếu VRE thì rõ ràng chúng ta nên chờ ở trên cái vùng giá 29 này chúng ta hãy tham gia này. Bởi vì sao? Bởi vì khi đó chúng ta thấy rằng gì ạ? Chúng ta đã thấy rằng là phiếu đã hình thành một cái đỉnh sau cao cái đỉnh này rồi, tức là nó đã thoát khỏi cái nhịp giảm trước đó rồi và nó bước vào một cái nhịp tăng giá mới trong ngắn hạn, thì khi đó chúng ta mới nên tham gia. Tức là chúng ta chỉ nên tham gia khi mà chúng ta thấy tín hiệu rằng cổ phiếu nó tăng tăng giá, đóng cửa xác nhận ở trên cái vùng giá 29 này, thì khi đó chúng ta chờ điều chỉnh để chúng ta vào, thì nó sẽ là một cái chiến lược an toàn nhất. Chứ chúng ta tham gia ở cái vùng lưng chừng này nó sẽ rất rủi ro, bởi vì nó hoàn toàn nó có thể sẽ quay lại cái vùng giá này, đúng không ạ? Vì nếu chúng ta nhìn ở đây thì cổ phiếu này vẫn đang giao dịch trong một cái vùng giá này thôi, từ vùng từ 26 cho đến 29 thôi, nó chưa có sự xác nhận là vượt lên hẳn trên đây hay là vỡ hẳn thế này. Do đó chúng ta sẽ phải kiên nhẫn, chúng ta chờ trên hẳn giá này, vì khi nó trên vùng giá này thì cái kỳ vọng nó tăng giá mạnh và tăng giá nhanh hơn trong ngắn hạn ấy, nó sẽ cao, nó sẽ diễn là cái xác suất nó sẽ cao hơn, và những cái vùng mục tiêu chúng ta kỳ vọng nó sẽ nằm những vùng quanh quanh 33 trên 34 này đó. Thì đó là những cái tín hiệu mà tích cực trở lại của cổ phiếu RVE mà chúng ta cần theo dõi thêm trong 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 thời gian tới. Về cổ phiếu bán lẻ trong thời gian trong trong tuần vừa rồi, chúng ta thấy rằng có thế giới di động tuần vừa rồi là cái tuần mà chia chia thưởng cổ tức đây. Là chúng ta thấy thế giới di động là đang trong cái vùng giá giao dịch trong một cái vùng này, một từ 105 đến 120, đúng không ạ? Hai lần gọi là ba lần thì chạm vào đây bật chạm đây cũng bật trở lại, đúng không ạ? Thì rõ ràng đối với thế giới di động ở thời điểm hiện tại thì chúng ta sẽ hành xử như thế nào thì chúng ta sẽ chờ thôi, bởi vì chúng ta chưa biết là cổ phiếu nó sẽ phản ứng như thế nào ở cái vùng vùng kháng cự này. Nếu chúng ta giao dịch, chúng ta mua vào ngay thời điểm hiện tại thì sẽ có rủi ro là cổ phiếu điều chỉnh, nó vào một nhịp điều chỉnh và nó giảm trở lại thôi, thì cái khi đó là cái tài khoản của chúng ta nó đã bị thua lỗ rồi, đúng không ạ? Sau đó đối với cổ phiếu thế giới động là chúng ta sẽ có hai kế hoạch giao dịch sau. Thứ nhất là chúng ta sẽ chờ cổ phiếu nó về lại cái vùng giá hỗ trợ, đây là cái vùng đang giá hỗ trợ rất mạnh của cổ phiếu. Tại sao lại mạnh? Bởi vì là nó là một cái vùng mà trước đó ta có một phiên, hai phiên, ba phiên, bốn phiên, năm phiên, sáu phiên cổ phiếu nó tạo cái nền giá quanh đây. Và cái thứ hai là nó trùng với cái đường trung bình động MA 20 và MA 50 cổ phiếu này, tức là đâu đó nó quanh vùng 110 cho đến 112 gì đó, cái vùng mà chúng ta hoàn toàn có thể quan sát cổ phiếu này, đúng không ạ? Trong trường hợp tích cực hơn, nếu cổ phiếu không về lại vùng này mà cổ phiếu tạo được một cái vùng giá tích lũy ở trên cái vùng giá này, sau đó vượt tăng trở lại trên 120 này, thì khi đó là cái tín hiệu chúng ta có thể tham gia được cổ phiếu này. Do đó là đây là một cổ phiếu mà chúng ta nên quan tâm chặt đến cổ phiếu này. Bởi vì sao? Vì nó đang cổ phiếu đang giao dịch gần cái vùng đỉnh lịch sử trong giai đoạn thị trường chung đang không có xu hướng, thì đó là đây đang là một cái tín hiệu, ở đây đang là một cái ứng cử viên cực kỳ là sáng giá cho chúng ta. Chúng ta cần quan tâm thêm, theo dõi thêm tín hiệu ở cổ phiếu này. Tiếp theo là với P&G, thì so với P&G thì so với thế giới động thì P&G chúng ta gì ạ? P&G chúng ta thấy rằng cổ phiếu đang trong một cái xu hướng giảm ngắn hạn. Anh chị nhìn thấy một cái đỉnh này, đỉnh sau thấp hơn này, đáy sau thấp hơn này, đúng không ạ? Đó thì thế giới di động đang tích cực hơn P&G rất nhiều. Đó là về cái trạng thái, đúng không ạ? Trạng thái của quả quả P&G đang là trạng thái giảm giá trong ngắn hạn. Và cái hai cái phiên giao dịch gần đây cổ phiếu nó tăng trở lại thì nó vẫn chưa thay đổi được một cái cấu trúc hiện tại của cổ phiếu này, thì hoàn toàn cổ phiếu có thể sẽ tăng lại lên cái vùng giá này. Đây, tăng lại quanh cái vùng giá 96 cho đến 98. Sau đó cổ phiếu điều chỉnh tạo được một cái đáy sau cao hơn. Và sau đó tăng trở lại vừa vùng này. Thì khi đó mới là cái thời điểm chúng ta tham gia, đúng không ạ? Chứ còn thời điểm hiện tại chúng ta không sẽ không siêu bộ chúng ta tham gia P&G, mà chúng ta sẽ chờ nó quay trở lại một cái xu hướng tăng giá mới, tức là nó xác nhận được, nó hình thành được hai cái đáy sau cao hơn và hai cái đỉnh sau cao hơn, thì khi đó chúng ta mới tham gia cổ phiếu này. Đó. Một cổ phiếu khác mà cũng được cũng khá là tích cực trong tuần vừa rồi là cổ phiếu Vietjet.
đây, VZ là một cổ phiếu mà cũng được hưởng lợi từ cái thông tin mà sớm mở cửa lại nền kinh tế, đúng không ạ? Chúng ta thấy cái gì ạ? VZ chúng ta thấy rất rõ là cổ phiếu này đã hình thành trong một cái tại sao mình quan tâm đến cổ phiếu VZ này, bởi vì sao? Bởi vì cổ phiếu VZ nó đã hình thành được một cái xuống tăng giá mới nhé. Chị nhìn thấy nhá, đây hình thành một cái đáy này, đáy sau này. À, đây phiên này là cái phiên mà nó vượt vượt cái đỉnh này, đóng cửa trên đỉnh này, tức là nó đã xác định nhận được một cái xuống tăng giá mới. À, sau đó mà cổ phiếu đã có một quá trình cổ phiếu test lại đây, đây đoạn này là đoạn đã test lại cái vùng giá này và tăng trở lại, đúng không ạ? Thì đây là một cổ phiếu mà cũng có một cái đã xác nhận là đảo chiều xuống thành công trong cái thời gian vừa rồi. Thì nếu anh chị nào mà đã mua cổ phiếu hay là đang có cổ phiếu thế giới cổ phiếu Vietjet, chúng ta hoàn toàn có thể nắm tiếp và chúng ta kỳ vọng nó trở lại cái vùng giá quanh 135. Còn anh chị nào chưa nắm chưa chưa mua được cổ phiếu này, chúng ta hoàn toàn có thể chờ thôi. Chúng ta có thể chờ những cổ phiếu này nó điều chỉnh lại những vùng giá nó hợp lý hơn để chúng ta tham gia. Nhưng mà đây là một cổ phiếu chúng ta có thể quan tâm vì nó đã trở lại cái xuống tăng giá rồi, đảo chiều xác nhận thành công tăng giá. Tiếp theo là cổ phiếu GVL. GVL là một cổ phiếu mà cũng đang giao dịch ở trên cái vùng đỉnh lịch sử. Thì đây là cổ phiếu mà chúng ta rất rất nên quan tâm, đúng không ạ? Thì sau khi đã vượt được cái vùng đỉnh quanh vùng 38, 39 này này, cổ phiếu đang điều chỉnh lại. Khối lượng giao dịch của cổ phiếu này bắt đầu cũng giảm trở lại đây, cho thấy rằng là cái động lực mà vượt đỉnh của cổ phiếu này nó không thực sự mạnh thể hiện qua khối lượng giao dịch. Bởi vì sao? Nếu mà khi vượt đỉnh ấy, thì khối lượng giao dịch nó phải tăng lên thì cái quá trình vượt đỉnh của nó mới bền vững. Còn vượt đỉnh mà khối lượng giao dịch giảm như thế này thì rõ ràng là chúng ta có cơ sở để chúng ta chờ đợi cổ phiếu nó điều chỉnh lại những vùng giá hấp dẫn hơn để chúng ta mua vào. Thì ở đây chúng ta đang có cái vùng giá quanh 38, 39 này, là cái vùng giá mà chúng ta sẽ quan sát ở cổ phiếu này trong trong dịp sắp tới để chúng ta cân nhắc xem chúng ta có mua vào cổ phiếu này không. Tiếp theo một cổ phiếu nữa là cổ phiếu Pau thì mình đã có khuyến nghị trước đó, thì cổ phiếu cũng đã hình thành được những cái đáy sau cao hơn đây, chúng ta nhìn thấy chưa? Và vượt được khỏi cái vùng này, thế là đã xác nhận được cái bước vào một cái nhịp tăng giá mới. Thì rõ ràng cổ phiếu này chúng ta đã mua rồi, chúng ta hoàn toàn chúng ta tiếp tục nắm giữ thôi, không chưa có một cái tín hiệu gì nó đủ nó xấu của cổ phiếu này cả. Và cái mục giá mục tiêu của chúng ta nó vẫn vẫn nằm ở quanh cái vùng giá 13 đến 13.5 này trong các sắp tới. Cho những anh chị mà đang đang nắm giữ cổ phiếu này thì chúng ta yên tâm, chúng ta tiếp tục nắm giữ thôi, chưa có một cái tín hiệu gì nó xấu của cổ phiếu này cả. Nhìn chung nhóm cổ phiếu ngân hàng chúng ta cũng chưa có cái tín hiệu nào tích cực, nó chỉ có mỗi Tiên Phong Bank và VPBank hai cổ phiếu mà tích cực thôi. Về Masan, chúng ta thấy Masan là trong cái video lần trước ấy, thì mình có chia sẻ là Masan đang về lại cái vùng hỗ trợ quanh cái vùng này, quanh cái MA50 nằm quanh vùng 127. Và cổ phiếu nó có một cái phiên hồi phục ở vùng này, thì chúng ta đang chờ xem cái diễn biến sắp tới của Masan như thế nào, chúng ta cân nhắc chúng ta có nên giao dịch cổ phiếu này không. Và đây là một phiếu mà chúng ta nên quan tâm trong nhóm trụ FPT. FPT thì này, FPT thì chúng ta thấy rằng vẫn đang trong một cái vùng cái xuống tăng giá này thôi, vẫn đang trong cái MA50 và đang đang dốc lên. Tuy nhiên thì ngắn hạn phía FPT thì chúng ta cũng chưa có một cái điểm nào đủ tốt để chúng ta cho chỉ phiếu này, chúng ta có thể tạm theo dõi thôi. Ngắn hạn thì chưa chưa có điểm giao dịch. Khang Điền thì chúng ta thấy rằng là sau khi cổ phiếu đã vượt và đã test lại cái vùng giá 38 này và vẫn tăng trở lại. Cự hiện tại đang nằm ở vùng giá 42. Thì đối với Khang Điền thì chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể quan sát theo dõi tín hiệu sắp tới, xem cái vùng hỗ trợ nó ở ngắn hạn nó nằm quanh vùng này này, quanh vùng 40 này, xem giá nó phản ứng như nào tại vùng giá này, chúng ta có thể cân nhắc chúng ta mua vào cổ phiếu này. Nhìn chung cổ phiếu này vẫn đang trong một số tăng rất tốt nhá, chị thấy nhá, cái MA50 của nó vẫn 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 dốc lên rất tốt này. Và cổ phiếu này nó phù hợp cho những cái anh chị mua để nắm giữ trong trong trung hạn nhiều hơn là giao dịch ngắn hạn, vì giao dịch ngắn hạn cổ phiếu này nó khá là khó giao dịch ngắn hạn cho Khang Điền hay cho Nam Long. Do đó thì nếu chúng ta đã tìm một cái điểm
một cái vùng giá để chúng ta mua vào tốt cổ phiếu này rồi, chúng ta có thể ưu tiên nắm giữ cổ phiếu này, bởi vì là cái diễn biến hiện tại cổ phiếu này nó vẫn là tích cực, chưa có một cái diễn biến gì nó quá xấu ở phiếu này cả. Ok, với nhóm VN30 chúng ta chỉ có một vài cái cổ phiếu nó tiêu biểu như thế thôi. Tiếp theo thì chúng ta thấy rằng là trên thị trường của chúng ta nó có một vài nhóm cổ phiếu nó rất tích cực tuần vừa rồi, đặc biệt có thể kể đến là thép, đúng không ạ? Thép thì chúng ta thấy rằng Hoa Sen là một cổ phiếu mà đã vượt được cái vùng đỉnh này rồi, rất 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 là dứt khoát vượt được vùng đỉnh này rồi và đang dần kể trên vùng giá này, đúng không ạ? Thì đây là một tín hiệu rất là tích cực của cổ phiếu Hoa Sen. Tại sao lại tích cực? Bởi vì khi mà thị trường chung nó đang không có xu hướng ấy, mà cổ phiếu vượt đỉnh lịch sử, cộng theo đó là khối lượng giao dịch tổng đã có sự tăng trở lại khá là tốt trong cái tuần vừa rồi, thì rõ ràng đây là một phiếu mà nó đang cho thấy là nó khỏe so với thị trường. Thì đối với Hoa Sen, nếu anh chị nào mà chưa 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 mua vào cổ phiếu này, nó hoàn toàn có thể quan sát xem chắc tuần sắp tới cổ phiếu nó điều chỉnh lại về cái vùng đỉnh trước đó nó vượt, xem cái tín hiệu như thế nào để chúng ta có thể cân nhắc chúng ta mua vào cổ phiếu này. Và còn nhóm thép là nhóm có được đặc biệt là nên quan tâm, trong đó thì Hoa Sen là một cổ phiếu mà chúng ta có thể dành cái sự quan tâm đặc biệt, đúng không ạ? Trạng thái của Hòa Phát thì không được bằng Hoa Sen. Đây chúng ta thấy rằng Hòa Phát thì chúng ta thứ nhất là tại sao, thứ nhất là nó chưa vượt được cái đỉnh ngắn hạn ở phiếu đã tạo lập trước đó. Đây ví dụ đây là cái vùng mà đỉnh của Hòa Phát, đúng không ạ? Mà trước đó Hòa Sen đã vượt. Một cái điểm tích cực trong tuần giao dịch vừa rồi của Hòa Phát ấy, là chúng ta thấy rằng gì? Chúng ta thấy rằng là cổ phiếu đã vượt được cái vùng này rồi, cái vùng mà trước đó, cái đỉnh trước đó, đúng không ạ? Tức là đã hình thành một cái xu hướng tăng tăng giá trở lại rồi. Đó, đúng không ạ? Khối lượng giao dịch của cổ phiếu trong tuần rồi cũng tăng lại khá tốt. Thì rõ ràng đối với cổ phiếu Hòa Phát này, đối với nhóm ngành thép ấy, thì cái sự lựa chọn đầu tiên ấy, nó sẽ là Hoa Sen trước đã, rồi sau đấy mới đến Hòa Phát. Là chúng ta sẽ ưu tiên sự lựa chọn cho Hoa Sen, bởi vì sao? Hoa Sen đang đang khỏe hơn, đang khỏe hơn trong nhóm 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 thép. Còn nếu Hòa Phát, chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể cân nhắc chúng ta giao dịch cho cổ phiếu này. Và cái vùng giá mà chúng ta đang kỳ vọng cổ phiếu nó test lại quanh vùng giá 51, là vùng mà chúng ta sẽ quan tâm trong 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 tuần tới để chúng ta có thể cân nhắc chúng ta mở cái vị thế mua cho Hòa Phát, đúng không ạ? Đó, nhóm thép chúng ta sẽ có Hoa Sen, Hòa Phát, hai cổ phiếu mà chúng ta nên quan tâm trong cái thời gian tới, thì nhóm cổ phiếu này nó đã xác nhận nó trở lại xu tăng giá mới rồi. Nhóm thứ hai là nhóm chứng khoán. Thì nhóm chứng khoán là cái nhóm mà nó vẫn vẫn cần phải 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 có sự quan tâm đặc biệt nhóm cổ phiếu này, thì rõ ràng chúng ta thấy hoặc nhóm cổ phiếu chứng khoán vẫn đang trong xu hướng tăng giá rất là rõ, đúng không ạ? Thì trong nhóm này có cổ phiếu VCI là một cổ phiếu mà nó đang có sức khỏe khá là tốt. Tại sao lại như thế? Bởi vì nó đã phiên ngày thứ 6 tuần vừa rồi là test lại cái vùng đỉnh của nó quanh vùng 65, tuy nhiên thì không thành công và giảm trở lại đóng cửa 664. Do đó đối với cổ phiếu này thì chúng ta có thể còn hoàn toàn những cái để cân nhắc chúng ta chờ một cái phiên giao dịch nó vượt trên 6 năm này để chúng ta tham gia cho cổ phiếu VCI này. Thì đây đang là cổ phiếu mà có tín hiệu tích cực ở trong nhóm 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 trong chứng khoán. Tiếp theo là HCM. HCM đây chúng ta thấy HCM là đang giao dịch quanh cái vùng hỗ trợ rất là mạnh đây, quanh vùng giá 54 cho đến đây 54 cho đến 55, và nó trùng với MA 20 đó. Sau đó chúng ta sẽ chờ một cái tín hiệu cổ phiếu nó có một cái phiên tăng giá sắc ở vùng giá này, tăng giá một cái nến tăng thân nến nó dài một chút nha anh chị nhé, thì hoàn toàn có thể cân nhắc mua vào cho HCM trong cái tuần sắp tới. Tuy nhiên chúng ta cũng phải có cần quan sát thêm yếu tố khối lượng, tức là khối lượng giao dịch có cái phiên này tốt nhất nó lên tăng trở lại và nó vượt trên cái trung bình của 20 phiên, tức là nó phải tầm trên tầm 7-8 triệu thì nó sẽ là tích cực. VND, VND cũng thế, VND cũng đang khá là giống ESDI, đúng không ạ? Tôi giống VCI khi mà đang giao dịch quanh cái vùng giá 65 này, 55 này, đó thì đang trong cái vùng này. Thì nếu mà trong tuần sắp tới mà cổ phiếu nó có một tín hiệu tích cực, nó vượt hẳn lên trên vùng giá 55 này, là cái vùng mà chúng ta có thể quan tâm đến cổ phiếu này. Cổ phiếu chứng khoán là nhóm cổ phiếu mà vẫn được duy trì được cái đà tăng trong
bối cảnh thị trường chung đang đang không có xu hướng, hay là SHS cũng thế. Thì nhìn chung của nhóm cổ phiếu ngân hàng cái trạng thái nó đang khá là giống nhau, nên chúng ta có thể tập trung vào nhóm cổ phiếu tốt đầu, ví dụ VCI, HCM này, VND, SHS đều là đều ok cả. Tiếp theo đó là nhóm cổ phiếu về bất động sản khu công nghiệp. Bất động sản công nghiệp thì chúng ta có thể kể đến Vinbank. Vinbank sau khi mà đã vượt được cái vùng giá 42 này, thì cổ phiếu đây chúng ta thấy rằng sau khi vượt cái vùng giá 42 này, bằng cây nến như này. Tuy nhiên thì sau đó những cây nến ở trên vùng giá này khối lượng giao dịch nó bị giảm sút đi, khối lượng bị giảm sút. Điều này nó cũng khiến cho cái giá nó không được, nó không giữ được cổ phiếu, nó không giữ được đà tăng, đúng không ạ? Và đã quay trở lại vùng giá này, thì do đó chúng ta sẽ cần quan sát diễn biến giá của cổ phiếu Vinbank ở tại vùng giá quanh 42 này để chúng ta xem có điểm mua vào ngắn hạn hay không. Cổ phiếu này cũng vừa bị vượt đỉnh lịch sử rồi, do đó nó rất đáng quan tâm. GVL chúng ta cũng vừa trao đổi, cũng là một cổ phiếu chúng ta quan sát quanh 38-39, hay là cổ phiếu IDC. Đây IDC chúng ta thấy rằng là nó đã vượt được cái vùng giá này rồi, vượt được cái hộp giá quanh giá 42 này rồi, cái vùng mà trước đó là cản rất là mạnh, một lần, hai lần, ba lần, đúng không ạ? Thì chúng ta hoàn toàn có thể ta chờ cái tín hiệu sắp tới của cổ phiếu này xem nó có điều chỉnh lại cái vùng này không, là cân nhắc chúng ta mua vào. Khối lượng giao dịch cổ phiếu này gần đây khá là tốt, vượt cái vùng 42 và khối lượng luôn luôn duy trì trên trung bình 20 phiên, là một tín hiệu tích cực cho cổ phiếu này, đúng không ạ? Ta có thể chờ nó về lại vùng giá 42 chúng ta cân nhắc. Hay SSC, SSC cũng đang giao dịch ở một vùng đỉnh này, đỉnh ngắn hạn cổ phiếu đây. Đó, tức là những cổ phiếu này đang những cổ phiếu mà nó có thể có một cái tín hiệu nó tích cực hơn của thị trường chung rất là nhiều. Thì đây là những cổ phiếu mà chúng ta đã quan tâm. Như vừa nãy mình có chia sẻ về các cổ phiếu sàn upcom ấy, thì mình có lọc ra những cổ phiếu. Thì trên sàn upcom hiện nay, như đây ok, trên sàn upcom hiện nay có đến rất nhiều mã trên sàn upcom. Và mình có ngồi mình lọc ra những cổ phiếu mà nó có cái tín hiệu mà nó đủ tốt, là một. Cái thứ hai là khối lượng giao dịch nó cũng đủ lớn để chúng ta có thể giao dịch được cổ phiếu đấy. Thì mình có lọc ra một vài cổ phiếu. Đầu tiên là cổ phiếu Masan Resort. Đây ta thấy rằng Masanr, chúng ta thấy rằng là cổ phiếu nó đã vượt được cái vùng đây, nó đang nó sau khi mà nó giao dịch trong một vùng giá từ tầm 18-19 đến vùng giá quanh 23 này, thì cổ phiếu đã vượt trên vùng giá này rồi. Khối lượng giao dịch gần đây cũng khá là tích cực, đều nằm trên trung bình 20 phiên. Thì đây là cổ phiếu mà chúng ta có thể quan tâm, chúng ta có thể theo dõi trong tuần sắp tới để chúng ta tìm ra một cái điểm để mua vào cổ phiếu này không. Tức là tốt nhất để chúng ta chờ một tín hiệu tích lũy quanh vùng giá này và tăng trở lại thì chúng ta sẽ mở giao dịch cổ phiếu này. Cổ phiếu thứ hai là cổ phiếu tài chính điện lực EVF. Đây EVF thì cũng đã vượt cái vùng đỉnh trước đó mà không vượt được rồi, một khối lượng rất là tốt đây. Và ba phiên gần đây cũng đang test lại vùng giá này, khối lượng giao dịch cũng khá là thấp, đúng không ạ? Thì rằng đây là một cổ phiếu chúng ta có thể quan tâm trong các trong tuần tới, khi bởi vì sao, vì nó đã vượt hẳn cái vùng giá này rồi, vượt hẳn vùng giá này rồi, là một cái tín hiệu cực kỳ là tích cực chúng ta có thể tham gia. Tiếp theo là cổ phiếu ví dụ những cổ phiếu như DRI chẳng hạn. DRI này là cổ phiếu mà chúng ta thấy là cũng có đây, cái vùng này vì nó đang giao dịch quanh cái vùng hỗ trợ này. Chúng ta có hoàn toàn thể quan sát, bởi vì sao, vì là những cái phiên giao dịch gần đây chúng ta thấy khối lượng giao dịch nó khá là tốt, và những cái phiên điều chỉnh khối lượng nó cũng đang thấp hơn trung bình 20 phiên, thì đây cho thấy tín hiệu cho thấy rằng là cổ phiếu này nó có thể là có một cái nhịp điều chỉnh ở đây để chúng ta cân nhắc chúng ta mua vào phiên này, đúng không ạ? Là G36, đây ví dụ như G36 nó thấy rằng là nó đã vượt cái vùng này rồi, vượt cái vùng 11 trên 12 này rồi, chúng ta hoàn toàn có thể quan sát cổ phiếu này. Tiếp theo là lộc trời thì nó vẫn đang trong vùng này thôi, nó chưa có tín hiệu tốt.
MSR đây chúng ta làm cổ phiếu mà chúng ta quan tâm được. VTP không ổn lắm. Thép Việt Nam thì vượt được khối lượng đây, còn nữa VGI. VGI ở đây chúng ta thấy gì ạ? VGI chúng ta thấy rằng là trước đó là cổ phiếu đang trong cũng giảm giá rất là rõ này. Xóa bớt cái này đi. Đây, VGI trước đó chúng ta thấy nó hình thành một đỉnh này. Sau thấp hơn này. Sau thấp hơn này. Đấy sau này. Đấy sau thấp hơn này. Sau thấp hơn này. Đúng ạ. Thì đến thời điểm này ở đây chúng ta thấy rằng cổ phiếu đang trong xu hướng giảm giá. Tuy nhiên thì đến gần đây phiếu đã hình thành được một cái đáy sau cao hơn. Và một cái đỉnh sau đóng cửa trên cái vùng giá này. Đó, thì cổ phiếu này đã bước vào đã chính thức kết thúc cái nhịp nhịp giảm bán ạ. Nó bước vào một cái nhịp tăng giá mới bằng một cái nến xác nhận rất là mạnh trong cái phiên thứ 6 tuần trước. Khi mà khối lượng giao dịch gần đến gần 4 triệu và vượt qua vùng giá 24. Thì ngắn hạn cổ phiếu này nó sẽ có vùng hỗ trợ ở vùng kháng cự quanh vùng 36 này, thì hoàn toàn chắc nó sẽ trong với cái khối lượng này thì trong tới hoàn toàn có thể tích cực và nó kiểm tra lại vùng giá này, thì chúng ta sẽ chờ một cái nhịp mà test lại vùng quanh 34 này để chúng ta có thể tham gia cổ phiếu này. Thì đây là một phiếu mà cũng khá là đáng quan tâm. Chúng ta nhìn lại cái vùng này đây, đây chúng ta nhìn cái vùng này thì đây nó cũng khá là tương đồng với vùng giá này. Chúng ta thấy đây là cái vùng nó khá là tương đồng với cái giai đoạn là năm 2019 này, hình thành những cái vùng đây chúng ta thấy đang trong cái nhịp giảm. Khi mà hình thành những cái đỉnh sau thấp thấp hơn đỉnh trước và đáy sau thấp hơn đáy trước đây trong cái nhịp giảm này. Tuy nhiên thì sau sau đó đã cổ phiếu đã hồi phục trở lại và hình thành được những cái cấu trúc tăng giá mới. Đây cấu trúc tăng mới của nó ở đây, vẽ cho anh chị theo dõi để chúng ta sẽ thấy được đấy. Đây và thời điểm này chúng ta thấy đây thời điểm này là cái thời điểm mà cổ phiếu đã vượt hẳn lên trên cái vùng giá này, vượt hẳn cái vùng đỉnh trước đó này, với lượng giao dịch cũng khá là tích cực trở lại nếu chung 15 phiên và sau đó một nhịp tăng rất mạnh của VGI. Thì hoàn toàn chúng ta có thể theo dõi phiếu này trong trong thời gian tới. Thứ nhất chúng ta xem cái vùng 36 nó phản ứng như thế nào, và nếu có điều chỉnh về lại vùng 34 thì đó là cơ hội để chúng ta phải cân nhắc chúng ta mở vị thế cho cổ phiếu này. VGT đây, VGT là một cổ phiếu mà cũng đang nhìn chung là cũng đang tích cực nhất trong nhóm cổ phiếu về dệt may. Đây chúng ta thấy VGT đang gặp một cái vùng cản rất mạnh quanh vùng giá 22 này. Trước đây cổ phiếu đã có một cái đỉnh nhọn ở đây này, và thứ hai là những cái vùng sau đó là những cái đây một lần, hai lần, ba lần, bốn lần và đây là cổ phiếu chỉnh trở lại. Tuy nhiên thì chúng ta thấy gì ạ? Chúng ta thấy là khối lượng giao dịch của cổ phiếu nó tại cái thời điểm mà gần đây nó khá là tích cực, hai phiên điều chỉnh giảm khối lượng rất là thấp và tăng khi mà cổ phiếu tăng trở lại khối lượng rất là ok đúng không? Thì đây chúng ta thấy rằng là ngắn hạn cổ phiếu nó đã tạo một cái vùng hỗ trợ đâu đó quanh vùng giá 20 cho đến vùng quanh 21 này rồi đó. Thì đối với cổ phiếu này chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể quan cân nhắc trong tuần sắp tới nếu cổ phiếu được nó giảm lại vùng giá này chúng ta hoàn toàn có thể cân nhắc chúng ta tham gia ở cổ phiếu ở vùng giá này quanh vùng 20 đến 20.5 này là cái vùng mà chúng ta cần quan tâm. Hoặc là chúng ta chờ nó vượt hẳn lên trên vùng giá này để chúng ta tham gia. Tại sao chúng ta phải chờ vượt hẳn? Bởi khi mà cổ phiếu đã vượt hẳn lên vùng giá này tức là nó đã cân được, nó đã thủng hết cái lực lượng cung mà trước đó nó bị kẹp ở cái vùng giá này, những cái vùng đỉnh này. Thì khi đó nó tăng nó sẽ tăng sẽ rất là dứt khoát. Đó, thì đó là hai cái kế hoạch mà chúng ta có thể cân nhắc cho cổ phiếu này. Một, chúng ta mua quanh 20.5 cho đến ở 20 cho đến 21. Thứ hai là chờ vượt hẳn trên 22 chúng ta tham gia. Đó, thì đó là một cái cổ phiếu khá là tích cực trong nhóm trong 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 con. Rồi đó thì nhắc lại một chút là về sàn năm con của chúng ta có những cổ phiếu mà chúng ta có thể quan tâm. Một là VGT này, thứ hai là VGI này,
thứ ba là massage resort này, thứ tư là IVF này. Tiếp theo cổ phiếu hoặc là cổ phiếu DLI này đó, thì đó là những cổ phiếu mà trên sàn upcom chúng ta có thể quan tâm. Và tại sao chúng ta cần quan tâm upcom? Bởi vì là chỉ rõ ràng chỉ số này nó đã vượt vượt đỉnh rồi, khối lượng giao dịch trong thời lại khá là tích cực rồi, thì đó là những cái tín hiệu mà cho thấy là dòng tiền nó đã bắt đầu nó có xu hướng nó chuyển dịch sang cái những cổ phiếu trên sàn upcom này rồi. Thì nếu chúng ta đánh ngắn, anh chị nó đánh ngắn và đánh theo cái dòng tiền ấy, thì rõ ràng chúng ta sẽ nên quan tâm đến những cổ phiếu trên sàn upcom, đặc biệt là những cổ phiếu mà như mình vừa có trao đổi. Bởi vì sàn upcom thì không phải là cổ phiếu là các cổ phiếu chất lượng rõ ràng rồi. Nên chính vì thế mà chúng ta phải lựa chọn những cổ phiếu nó phải, thứ nhất là nó phải trong một xu hướng tăng giá, cái thứ hai là khối lượng giao dịch nó đủ lớn để chúng ta có thể tham gia, và cái thứ ba là nó là những cổ phiếu mà nó có cái tên tuổi trên thị trường, đúng không? Ví dụ như VGI này, hay là VGT, hay là Massage Resort, đúng không ạ? Thì đó là những cái cổ phiếu tích cực trong sàn upcom. Tóm lại thì trong 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 tuần tới thì chúng ta sẽ tập trung vào những cổ phiếu, chung nhóm cổ phiếu sau. Thứ nhất là nhóm cổ phiếu thép, nhóm cổ phiếu thép cụ thể là Hoa Sen và Hòa Phát. Nhóm cổ phiếu chứng khoán thì chúng ta sẽ chú ý đến những cổ phiếu như VCI này, HCM này, VND này, rồi SHS này. Đó, ở nhóm bất động sản công nghiệp thì chúng ta có Kinh Bắc, chúng ta có GVR, chúng ta có IDC, chúng ta có SSC. Đó là nhóm cổ phiếu về bất động sản công nghiệp. Còn nhóm cổ phiếu trong VN30 thì chúng ta sẽ quan sát trong nhóm ngân hàng thì chúng ta có Tiên Phong Bank, chúng ta có VP Bank. Về nhóm cổ phiếu bán lẻ, chúng ta có Thế Giới Di Động, có BNG. Nhóm cổ phiếu liên quan đến nhóm cổ phiếu khác trong nhóm VN30, chúng ta có thể dụ Khang Điền này, GVL này, Pau này, rồi Vietjet này, Inhome này. Đó thì đó là những cái cổ phiếu mà trong VN30 hay là Masan nữa, MPT là những nhóm trong cổ phiếu trong VN30 còn tích cực mà chúng ta có thể theo dõi trong trong tuần sắp tới. Bên cạnh đó thì nhóm cổ phiếu upcom chúng ta cũng nhìn thấy là dòng tiền đã có dấu hiệu lan tỏa sang nhóm này rồi, và nhóm và chỉ số upcom cũng đã vượt đỉnh và vẫn đang trong một xu hướng tăng giá, cho thấy là dòng tiền đã lan tỏa sang nhóm cổ phiếu này. Do đó nếu mà anh chị nào mà giao dịch theo theo dòng tiền đấy và có mức độ chấp nhận rủi ro nó cao một chút ấy, thì chúng ta có thể lựa chọn những cổ phiếu trên sàn upcom để quan sát và giao dịch trong tuần sắp tới. Tuy nhiên thì khi mà lựa chọn những cổ phiếu trên sàn upcom thì chúng ta cũng lưu ý rằng là các cổ phiếu trên sàn upcom thì nhìn chung cái chất lượng của nó cũng không không thực sự là tốt. Cái thứ hai là cái chính vì cái chất lượng nó không được tốt, thế nên là cái dòng tiền nó cũng trên trên cái sàn upcom này này nó cũng khá là phân hóa. Sau đó thì chúng ta để lựa chọn những cổ phiếu trên sàn upcom này, chúng ta chỉ lựa chọn những cổ phiếu mà nó có tên tuổi một chút, tức là nó có tên tuổi một chút, hay là, và thứ hai là nó đang giao dịch đang trong một xu hướng tăng giá và đang giao dịch ở vùng đỉnh lịch sử hoặc vượt cái vùng đỉnh lịch sử, và cái thứ ba là khối lượng giao dịch của cổ phiếu đó nó phải đủ lớn để chúng ta có thể mua bán một cách dễ dàng, đúng không? Thì có thể kể đến là cổ phiếu thứ nhất ví dụ như VGI này đó, cái thứ hai là VGT, ba là Masan Resort, rồi EVF, rồi DRI. Đó thì đó là những cổ phiếu nổi bật ở trên 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 sàn upcom mà anh chị có thể theo dõi trong
trong tuần sắp giao dịch sắp tới. Ok, về thị trường, review thị trường thì chỉ có những quan điểm trên thôi. Nhìn chung nó chưa có nhiều nhiều thay đổi so với tuần vừa rồi. Và dự đoán là trong giao dịch sắp tới với cái trạng thái còn các nhóm cổ phiếu lớn thì thị trường nhiều khả năng nó sẽ không có sự biến động quá quá lớn, và dòng tiền nó sẽ tiếp tục nó chảy hay nó lan tỏa sang những cái nhóm nhóm cổ phiếu mà nó thứ nhất là đang đang tích cực, cái thứ hai là những cổ phiếu đầu cơ, đặc biệt là trên trên những cổ phiếu trên sàn upcom, thì đó có thể là cái sự chuyển dịch của dòng tiền trong 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 tuần sắp tới thì chúng ta cũng cần quan tâm. Ok, cảm ơn anh chị đã theo dõi cái video review về về thị trường cũng như là các cơ hội hay là nhóm ngành trong tuần sắp tới, để chị có thể chủ động hơn về giao dịch. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video và hẹn gặp lại chị trong tuần giao dịch sắp tới.